cây giống thanh thảo. Xin chào quý bà con mình nha. Thì hôm nay là bên Thảo đang tất bật nè để soạn hàng, gửi bên giao, bên vận chuyển hàng để giao những cái cây giống đến tận tay quý bà con mình nha. Thì hiện tại là địa chỉ ở vườn ươm cây giống có địa chỉ tại ấp Mỹ, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang nha. Thì bên vườn em có cung cấp tất cả các loại giống cây trồng như là ổi, bưởi, xoài, vú sữa, sầu riêng, mít và nhiều giống cây trồng khác nhau nữa. Thì đây là cái công đoạn mà em gói hàng để gửi đi cho khách tỉnh là ngày hôm nay ha. Thì nếu như mà bà con nào mà mình có nhu cầu trồng cây giống thì mình cứ liên hệ qua số Zalo là 0337488343, hoặc nếu mà chúng ta có xài mạng xã hội Facebook á thì cứ kết bạn qua nick là Thái Thanh Thảo, thì em sẽ tư vấn trực tiếp và báo giá cho bà con mình nha. Thì em có ship toàn quốc nha. Khi mà bà con mình mà mua hàng bên em thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Và nếu mà trong cái quá trình mà cây giống mà trong cái quá trình mà vận chuyển, nếu mà cây có bị hao hụt gì thì bà con cứ chụp màn hình lại và liên hệ với em, thì em sẽ đền bù cho quý bà con 100% nha. Thì em xin nhắc lại, mọi nhu cầu về cây giống thì kết bạn qua số Zalo là 0337488343, nick Facebook là Thanh Thảo nha. Và em cảm ơn bà con nha, đã xem hết video ngày hôm nay của em nhé.